hai, đức từ tâm của con người với con người, a, con người với bản thân con người. Dân tộc ta có truyền thống thương người với thể thương thân, thân là cái chủ thể, người là khách thể. Chủ thể và khách thể là hai mà bảo cùng thương với bột, nói như thế tức là đề cập đến đạo đức sống, tới mối quan hệ giữa ta và người. Nhắc cho cùng, cái cốt lõi của bản chất nền đạo đức chân chính là ở chỗ sống không làm khổ mình, khổ người. Điều đó rõ ràng là một chân lý. Sống không làm khổ mình, khổ người là đạo đức. Không sống như vậy là vô đạo đức. Đã vô đạo đức thì không bao giờ có từ tâm. Như thế nào làm thương mình và làm khổ mình? Điều này thật không đơn giản. Thương mình thì ai cũng biết thương. Cái khó là ở chỗ thương như thế nào đúng, thế nào là sai. Con người đã sinh ra ở trong trời đất thì phải sống thế nào? Từ tấm bé rời lòng mẹ, khi ta đã biết chạy, biết nhảy, biết tự ăn, biết đi chơi, mỗi người chúng ta đã được nghe cha mẹ, các bậc thầy, người trên dạy về luân lý đạo đức, dạy từ chuyện ăn trong nồi, ngồi trong hướng, từ chuyện đi qua mặt người, và rồi đến lượt chúng ta cũng lại hàng ngày dạy bảo con em cách sống. Đó là cách nhận, là bổn phận loài, là tự giáo dục thường xuyên ngoài nhà trường mang tính xã hội. Nhưng thực ra mỗi xã hội, mỗi hệ tư tưởng của giai cấp cầm quyền lại có những nội dung, những quy tắc và chuẩn mực khác nhau và có những mẫu người khác nhau. Thế nên thương mình như thế nào cho đúng, xưa nay chưa ai có thể đưa ra một mẫu hoàn chỉnh. Nếu có ai đưa ra được một chuẩn mực về thương mình như thế nào cho đúng thì đã có một nền tảng cơ bản của đạo đức làm người. Sinh ra làm người ai cũng biết thương mình. Từ khởi thủy đến nay, con người vẫn thương mình theo kiểu bênh vực mình, chiều mình, nghe theo cái muốn ở trong mình, mách bảo đến mê muội, không phân biệt nổi thiện ác, những điều nên và không nên làm. Cứ xem đúng trẻ, anh chị em cùng cha mẹ đẻ ra, có ở đâu thoát khỏi cảnh tranh giành nhau, đánh đột nhau, chiếm miếng ăn, chiếm đồ chơi, tranh nhau những thứ mà nó thích. Không riêng cái trẻ, bao gia đình bố mẹ vừa nằm xuống, anh em đã tranh nhau quyết liệt về tài sản, đơn tử kiệt cáo, đánh nhau đến toàn đầu, chẳng phải chỉ quá thương mình, mong mình được hơn người đó sao? Ngay cả đến khi đại diện công lý là luật pháp đứng ra phân xử, việc xử thì phải chịu, chứ lòng tham cho mình vì thương mình đâu đã dễ thừa nhận đéo phải. Lối thương kiểu ấy nghĩa là chỉ thấy mình đúng, mình thả, là sống chết phải bảo vệ mình. Nếu ai động đến mình có nguy cơ xâm phạm danh dự tài sản, những cái mà mình yêu thích thì quyết chống trả. Kiểu thương như thế thực thực là không thương mình, và ngay lúc đó cũng mất luôn cả lòng thương người, chỉ còn lại cái duy nhất là ác tập và ích kỷ. Kiểu thương đó là phản ứng trả đũa, có tính truyền thống. Họ mắng mình thì mình mắng trả, họ chửi mình thì mình chửi theo, họ tấn công mình bằng nắm đấm, ta cũng tấn công bằng vũ lực. Đó là kiểu lấy hận thù trả hận thù, đời đời hận thù còn mãi không hết. Đó là con đường đưa mình đưa người tới khổ đau, đến bất hạnh và tù tội. Đó không phải là thương mình, ngược lại là tự làm khổ mình. Nó là thứ bệnh bản năng tự vệ loài vật từ xưa còn rơi rớt lại, khiến ta vẫn còn dính dữ rút đuôi cầm thú chưa thực thành người. Kiểu thương mình đó xuất phát từ tham dục, cũng là gốc của sân si. Không đánh được người, không trả được hận thì lồng lộn uất ức phiền não la hét, chẳng cái đó đưa mình đến chỗ cực khổ. Nhưng tự thân không biết, khi trả đũa rồi, tỉnh rồi, lại một lần nữa làm khổ mình, đó là chịu hậu quả. Những điều đã gây ra, không tù tội thì cũng đau đớn bị người khác đánh đạn hoặc tổn thất, ân hận xuất ra. Đúng là không đánh được người thì mặt đỏ như than, đánh được người mặt vàng như nghệ. Sống không thân hận, tức giận, sống vui vẻ, hòa nhã, biết tha thứ, buông xả, lòng tràn ngập yêu thương, tống tỉnh giác, luôn ngăn ác, diệt ác pháp,
sinh thiện, tăng trưởng thiện là biết thương mình, không làm khổ mình. Đức từ tâm, B là đức từ tâm với mọi người.